hai người cha sung. Chào hai vợ chồng nha. Đây à? Cầm cái gì đấy? Em cầm con gà và mấy quả trứng này để em cầm à, anh qua đây. Sung nó cầm gì cho anh này? Nó khách quý, khách quý anh ơi. À, hai vợ chồng vào nhà đi. Nhà đi em. Bài gì đấy? Anh nói em rất ba làm, anh đang cho được em giải quyết viên lên thì em không có gì, em mang con gà và mấy cô chú để cảm ơn anh. Ôi, thế bỏ kia đi. Đó. Nhà có bao nhiêu con gà mà mang con gà về đây? Nhà hôm trước mấy hôm trước thì một con để tiết là em cái rồi thì còn con này em đem mang để cảm ơn anh thôi. Mang cho anh làm gì? Thì anh đã cứu được em thì con như là anh đã là đằng ân nhân của em rồi. Khổ dân. À, hai anh em gặp nhau. Nào, bắt tay cái nào con. Bắt tay cái. Bắt tay với bạn cái nào. Không biết đứa nào hơn tháng gì, chắc là bằng tuổi nhưng bằng tuổi hơn tháng. Nào, bắt tay cái nào con. Bắt tay. Bắt tay á. Thấy chưa? Rồi hai vợ chồng lên trên kia uống nước. Quỳ đây pha ấm nước chè. Thế đi từ mấy giờ ra đây? Em thì từng chiều em mới xuống nhà. Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì cảm giác trong người không được khỏe mấy, hôm đang bị xoang ấy các bác, vì nó đau hết hai khu bên mặt này, xong rồi đau lên thái dương rồi này. Thì hôm nay đang bảo là nghỉ một hôm, bởi vì là trên chỗ em cấy thì hôm nay thì cũng chưa có làm được cái gì cả, bởi vì là anh em làng xóm là đang có người chết, đâm ra là mọi người đi hộ đám ma nhau hết đấy. Rồi cái nhà có đúng một con gà để mang cho anh thì lấy cái gì mà nuôi? Thì là rất may là em đã được anh đón em từ Bình Dương về thì em có gì nhưng mà anh chỉ mang con gà thì anh không ăn. Để gặp với anh chưa thì sau này thì em sẽ cố gắng để đi em làm để ra mấy tiền để mua con về nuôi. Ôi ơi, khổ thân. Khổ quá. Đây là cả hai vợ chồng đi luôn. Thế xe của ai đây? Xe làm hôm qua cái nó mửa cho em thì mửa hàm xó cho em thì em bảo là để đấy thì em hôm nay em mới lên nhà anh thì em đi thôi thì để tối em chạy. Chị ơi, thân. Thế mang cả trứng chiếc trứng gà đẻ gì? Đúng rồi. Chết mấy thanh niên này rồi. Có cái gì đâu. Nói chung là anh giúp được cái gì thì anh giúp thôi. Đấy. Cũng là phải câu nệ như này như kia nào cũng gì cả. Anh em nói chung là nhà anh ai cũng vậy, là ai khó khăn thì có thể có anh hỗ trợ, có giúp đỡ được cái gì thì bọn anh sẽ giúp đỡ, còn lại là nếu như mà không thể giúp được nữa thì lúc đấy là bọn anh cũng chịu đấy. Nhưng mà như trường hợp của em là anh giúp được thì anh giúp em thôi đấy, cũng chẳng là vì lý do gì cả. Nhưng hôm nay rất là bất ngờ các bác, bởi vì là hai vợ chồng lặn lội xách quả gà với mấy quả trứng lên đây. Hai vợ chồng từ trên nhà xuống lúc mấy giờ đấy? Chắc là 10 giờ. Ừ, 10 giờ. Em ăn cơm chưa? Ăn rồi, em vừa mới ăn rồi. Tối lắm được chứ hả? Chị chỉ bác chỉ cho con cháu là cái chuẩn bị tối xe. Thế bác sẽ tiêu chị tao muốn là thế chị tao chia chén cho con cháu lắm. Ồ, chưa. Hôm nay thì không có phiên dịch các bác, thì dịch lại cho các bác nghe một chút. Đấy là em rộng cảm ơn em Huân là đi đón chồng em ấy về, mặc dù là đi làm thì cũng không có làm được tiền về thì không mua được gì cả, thì mang cho Huân con gà để mổ cho cái cún. Thực ra là cũng là tấm lòng của các em thôi, nhưng mà Huân nghĩ là các em sẽ cần con gà này hơn là Huân, bởi vì là con uống nước à? Bản thân Huân thì cũng không phải là khá giả, tuy nhiên là với một con gà thì cái nó câu chuyện nó cũng bình thường hơn. Khổ, bởi vì là các bác cũng biết đấy, hành trình mà em đi đón em Sùng trở về một cái quãng đường rất là xa, tuy là có mệt thật đấy, đến bây giờ là về nhà là ốm rồi, nhưng mà
Đấy, mọi cái thì bản thân mình làm mình cảm thấy vui thôi các bác. Mình cảm thấy vui, mình hỗ trợ được cho ai thì cái đấy là cái điều rất là mừng của mình thôi. Đấy, chứ còn Vân cũng chẳng cầu mong là sẽ có người là đến nhà mình cảm ơn hay là như này như kia cả nha. Thật sự là rất là bất ngờ với cái hai vợ chồng của em Sùng này. Thật ra là nghĩa là không có anh đó em và nhờ bà qua anh đó em thì thật ra là em không biết là em sẽ về điện nào về thì lúc đi thì người ta đó đi rồi bây giờ thì không có người đó thì em thật ra là em cũng không ra xã hội nhiều nên em không biết được. Ơi, cái đợt đấy là đi vào bây giờ kể cho các bác cùng nghe này. Đấy là đi vào trong đấy là đầu tiên là có người ta giới thiệu là lúc em đang làm Bắc Giang đúng không? Đúng rồi. Là bảo là trong đấy là lương cao đúng không? Đúng rồi. Thì nó bảo vào là nó bảo vào thì trong đấy thì nó trả cho bao nhiêu tiền một ngày? Nó bình thường là nó trả hết bình thường làm ngày 200 thì lúc sau dần rồi nó bảo làm 100 tạ sau dần đấy là người ta trừ tiền phí các kiểu hết rồi thì cũng ngày cũng 50.000. Thì lúc đấy thì thật ra em ở dưới kia cũng thật rất là khổ thật thì một khi làm em một gói mì thì em cũng chiên ra là hai bữa bữa sáng thì em cũng chiên một nửa rồi thì làm ở trong công ty ấy, người ta luôn nếu là tam can thì người ta có thể nuôi em hai bữa thì em để lại cái gói mì bữa sáng thì em một nửa để dành cho bữa sáng hôm sau thôi. Một gói mì tôm mà chia đôi nha, bản thân mình thì có thể là có cái thời điểm cũng khổ các bác. Ngày em đi học ở dưới Hà Nội thì cũng có cái thời điểm là ăn mì tôm trừ cơm nhưng mà cũng không đến nỗi là sẽ phải là một gói mì tôm mà chia thành hai bữa đâu các bác. Đấy, cũng không đến nỗi như vậy cả. Thật sự là khi mà nhờ được người đón được em Sùng ấy thì Vân cũng không nghĩ là mọi việc nó lại đơn giản như vậy đâu. Tại vì là hôm qua hôm kia thì khi mà đón em Sùng về rồi thì ngay sáng nay thôi Vân nhận được một cái cuộc điện thoại. Có một số cái khá là tiêu cực, tuy nhiên là Huân cũng chưa biết rõ là người đấy là ai nên Huân cũng không muốn công bố tên. Cái nội dung thì là đe dọa, nói thẳng ra là đe dọa các bác. Nhưng mà bản thân mình ấy, mình làm những cái điều đúng, mình đi giúp người ta thì những cái mà người ta hăm dọa thì cái này thì Huân không có sợ. Đấy cả là có một số cái câu chuyện đó là những người giả mạo với các bác, người ta giả mạo những anh em làm thiện nguyện này xong rồi là để đi nhận tiền này kia, nên các bác hết sức là để ý. Ở trên kênh của Huân này thì chỉ có hai số điện thoại thôi. Đấy, xong rồi là bên fanpage thì cũng chỉ có một cái fanpage duy nhất và Facebook cá nhân của Huân. Vậy nên là các bác nếu mà để mà an toàn nhất các bác có thể liên lạc qua số điện thoại là hợp lý nhất. Thì ở nhà sẽ có Yển này hay là vợ Huân với cả là vợ Giang sẽ nghe điện thoại để các bác gặp. Bởi vì là ban ngày thì anh em đều đi quay hết, có hôm để quay đến tận tối khuya mới về cơ. Nói chung là chỉ biết là khuyên là hai vợ chồng em Sùng là cố gắng thôi. Nếu một cái nữa là như này, bây giờ về rồi mình cái số mình còn khổ, mình còn vất vả ấy thì không kế hoạch hóa là đã có hiểu kế hoạch hóa là gì không? Kế hoạch hóa tức nghĩa là gì? Là bây giờ là không để có con, đúng chưa? Tức nghĩa là không được để có con nữa, thì sau này khi mà mình làm mình có tiền rồi mọi cái thu nhập ổn định ấy thì là lúc đấy mình sinh con sau. Đấy, nó sẽ hợp lý hơn. Và thông qua video này cũng rất là mong các bác khi mà còn theo dõi và cũng như là từng đồng hành cùng với cả anh em ở trong team, rất là mong muốn các bác sẽ hỗ trợ cho hoàn cảnh của hai vợ chồng em Rộng. Thực sự là rất là khó khăn, không phải là vì như thế nào đâu mà là con chỉ muốn chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn để được giúp đỡ. Bởi vì các bác thử nhìn xem, biết nói tiếng phổ thông đấy nhưng mà chưa va chạm xã hội nên là đi vào trong kia người ta mới lừa xong rồi là cả một năm rồi mà không làm được một đồng nào để mang về cả. Đấy, thực sự là đấy là cái mà cái kiến thức ấy các bác, thiếu kiến thức ấy. Thế xong những người kia người ta lại rất là thất đức luôn khi mà người ta làm được những cái điều như vậy đối với những thanh niên của ta này. Thực sự là rất là đáng trách. Con nghĩ là cái cuộc điện thoại hăm dọa đấy cũng chỉ là một trong những cái người mà đưa em Sùng đi thôi. Đấy, tuy nhiên là cũng chưa có tìm ra được thì con cũng chưa có muốn công khai lên, bởi vì là mọi chuyện Huân cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Bản thân thì đi giúp bà con, Huân chỉ mong muốn làm sao là mình sống an lành, nói chung là không có gì để vướng bận lo nghĩ cả. Mình giúp được ai thì mình giúp những người như vậy. Còn là về Sùng thì bây giờ rất là mong các bác sẽ hỗ trợ cho em Sùng và các bác có thể liên lạc với Huân qua hai số điện thoại chính, đó là 0382 666 822 hoặc là 0585 232323.
em có sử dụng cả Zalo, cả Viber của hai số điện thoại này, thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua bên hai cái số điện thoại đấy giúp em khi mà muốn ủng hộ cho vợ chồng em Sùng. Thì cũng công bố đó là cái số tiền hiện tại để làm nhà cho em Sùng thì cũng được hơn 20 triệu rồi. Đấy, thì Huân cũng chỉ mong muốn làm sao là một cái căn nhà nó kiên cố thôi, chứ các bác nhìn là nhà em Sùng là ở mãi trên cái đỉnh núi kia, xong rồi là view siêu, quay bằng bản, xong rồi lại che nứa nữa thì cái chắc chắn thì nó không có rồi. Đấy, bởi vì là bố mẹ em Sùng ấy thì cũng rất là nghèo, cũng không có cái gì cả các bác. Thế nên là Huân cũng chỉ mong muốn là giúp đỡ thôi, với cả là hai vợ chồng thì có cái tấm lòng rất là tốt khi mà bản thân mình không có nhưng mà mình vẫn có san sẻ, mình vẫn hỗ trợ được cho người khác ấy. Thì cái đấy là cái điều mà thực sự em Huân mong muốn dùng cái uy tín của bản thân mình để mà đứng ra nhận hỗ trợ cho hoàn cảnh của vợ chồng em Sùng, em Dậu. Đấy, chứ còn bây giờ thì nếu như mà chờ đợi mà đi làm với Huân ấy thì có thể là cả năm 2 năm thì cũng có thể làm được nhà thôi. Tuy nhiên là bây giờ thì cái tình trạng của cái căn nhà thì các bác cũng đã được nhìn thấy thông qua rất là nhiều cái video rồi. Đấy, Huân cũng đã chia sẻ rồi đấy ạ. Đó là cái căn nhà thì hiện tại là đang rất là rách nát. Thì các bác cũng đã nhìn trực quan và các bác cũng đã được thấy rồi. Hai vợ chồng về đến nhà thì thôi bây giờ cố gắng là đi làm cùng với anh để có tiền. Đấy, để không để bị người ta lừa nữa, chứ không người ta lại lừa đi một lần nữa là em không có cái gì nữa đâu. Rồi. Thì em sẽ làm cố gắng để làm với anh xem là có để giúp được gia đình, để đường miến cho, để ăn cho mẹ con. Ừ. Đấy, cố gắng nào, uống nước đi. À, uống đi. Có uống nước chè không? Con đòi cái gì á? Hả? Con đòi cái ly á. Uống nước à? Hả? Con nói cho con có uống nước à? Thì đi lấy cho. Hôm nay thì mấy anh em mình nghỉ hết, tại vì là Quân đang uống như này thì cũng chẳng có ai sửa video ấy, thì anh em đều phải ở nhà hết, với cả là còn một số hàng hóa mà các bác đặt đấy thì anh em phải túc tắc trong cái giờ chiều hôm nay. Nhưng hôm nay nghỉ ở nhà thì sẽ đi làm. Đấy, con bé nó em thấy nó có thương em không? Thực ra là em đi bao nhiêu lâu rồi về là đi nó vẫn bao theo lâu em lâu thì nó vẫn theo. Có một số con thì mình về thì nó không theo nữa. Khỏi rồi đấy, khỏi hết rồi đấy, chân khỏi rồi, khỏi hết rồi, khỏi rồi. Cũng nhưng mà cảm ơn các bác để đã gửi tiền để anh chị mang lên để cho con. Còn sau là em ở dưới kia thì em cũng biết là xem làm sao nữa. Nhưng mà đừng có cho con ăn đồ tanh vội nhé, như trứng chết các thứ thì không ăn. Đừng cho ăn vội, đợi đến khi nào lành hết rồi thì cho con ăn. Nãy còn xung quanh ngày hôm qua mỏ Sùng lên đây thì cũng chưa cho Sùng biết ấy, thì như vậy là nhà của anh là, thì mấy đứa làm là mấy anh em mình chắc là lúc đấy hạn chế về nhà, tại vì đi về nhà xa còn là có tiền xăng cộ này kia. Đấy, một hai hôm nữa thì anh cũng đang tính là sẽ để cho mấy anh em với mày là làm một cái trang trại me các bác. Em muốn là cái khu vực bên này là cái khu mà chưa có trồng ngô ấy, đấy là sẽ làm một cái chuồng gà, xong rồi là sẽ quay để thả gà ấy các bác. Đấy, thả khoảng tầm được vài trăm con gà gì đấy, gà để trứng chiết các thứ luôn, để có thể là vừa bán trứng này vừa lại có thể là mình bán được gà thịt luôn, bởi vì gà bản thì nó cái thịt nó chắc ấy các bác. Nhưng mình thả được cái đồi ở đây thì rất là rộng thôi đấy. Thì hai vợ chồng ăn gì thật chưa? Ăn cơm chưa? Ăn thật chưa? Ăn thật chưa? Cũng chưa ăn cơm không bảo này này đói đấy. Yển đi bổ cho hai đứa ít củi ăn. Dạ vâng. Đi bổ cho ít củi ăn. Một ngày bình thường ở nhà thì cũng khá là nhiều công việc các bác. Thì mấy nữa Sùng mà đi theo ấy thì có thể là ở nhà này mấy anh em ở chung nhau ấy thì có cái gì mình làm cái đấy thôi, cũng không có cái gì nó quá là nhiều việc cả. Đấy, đi rừng thì đây có em thì ít tuổi hơn anh Quyền rồi đấy, thì đi rừng với cả anh Quyền này đấy, xong rồi là đi với cả em Cái nữa đấy, thì đi theo mấy anh em nó cái gì mình chưa biết thì mình hỏi ấy. Đấy, ở trong kia thì là ngày làm khoảng bao nhiêu tiếng? Trong kia thì chúng làm 12 tiếng. 12 tiếng. 12 tiếng làm 12 tiếng một ngày. Đúng rồi. Đấy. Thì là cái tiền lương ấy là người ta sẽ đưa thẳng luôn cho cái người mà đưa em vào đấy đúng không? Chứ không phải là đưa cho em ấy đúng không? Em không biết nữa. Em cứ làm hết thăm thì em không biết xem người ta cái người đó lấy tiền lâu hay là
nhưng mà chưa lấy thì lúc đấy em cũng biết. Không biết đúng không? Đúng rồi, em cũng đạt gần 2 tháng thì nó mới đưa thôi. Ừ, đưa cứ tầm 2 tháng là mới đưa. Đúng rồi, 700.000. À. Cái đấy là em thì lúc nào vừa gàn thì mình đò được, còn em không gàn được thì lúc đấy em không đò được. À, à. Sự là không biết phải nói gì hơn nữa các bác, thì người ta quá là ác độc đi, khi mà một trong những cái thanh niên ở trên vùng cao đi xuống ấy thì bị lừa như vậy. Cái bản thân em hôm ngày trước đi rồi đi xuống đi học ở dưới kia cũng đã từng bị dụ dỗ và gọi là đi vào làm cái đa cấp với các bác, đa cấp biến tướng ấy. Thực ra là đa cấp ở nước ngoài nó không xấu đâu, mà đa cấp ở Việt Nam người ta biến tướng nào thì đâm ra là nó thành xấu. Thì cũng có người là dụ dỗ hơn vào, nhưng mà thực ra là bản thân thì đi học với cả mình cũng va vấp sớm, vậy nên là có những cái đấy thì mình cũng không có dây vào, không có vấn đề gì cả. Còn nếu như mà như đội các trường này mà còn dây vào những cái đấy nữa, mà ở nhà mà có trâu có bò gì thì không biết là có về nhà bán trâu bán bò để đi theo những cái đấy hay không, bởi vì không có kiến thức mà các bác, không có kiến thức thì đi đôi với là mình sẽ không làm được cái gì cả đấy, và rất là dễ bị dụ, rất là dễ bị lừa. Mặc dù các bác có thể thấy là em ấy nói tiếng phổ thông là cũng ổn đấy. Đấy thì Huân mới quyết định là gì, là em đón em ấy về rồi đấy, thì mới hỏi ý kiến em ấy là có đi làm với team uống rừng được hay không, tại vì là đi rừng thì nó cũng rất là vất vả và nguy hiểm các bác. Khi mà đi khai thác như kiểu là ong khoái chẳng hạn nha, đến mùa như thế này ấy, thì làm ở trên những cái cây thực sự là nó rất là cao, nó có khi cả 100 mét, rồi là những cái tổ ở cái thác đá ấy, thì nó cũng rất là cao, phải đu dây đu thang xuống thì cũng không hề đơn giản đâu đấy. Tuy nhiên là nó cũng là một công việc mà có thể là kiếm ra được đồng tiền sạch đấy. Chứ luôn luôn bản thân em luôn quan niệm là gì, là khi mà mình kiếm tiền hay là mình có nghèo có đói đi chăng nữa thì cái đồng tiền mình kiếm ra vẫn phải là đồng tiền sạch thì mình tiêu nó mới thoải mái được đấy, chứ còn mà mình mà không kiếm được ra thì nó sẽ không hề thoải mái một chút nào luôn. Thì bây giờ về rồi, mọi cái chỉ mong sao là gì, anh em đi làm với nhau là có kết quả, có thành quả đấy. Hai vợ chồng ăn lời đi đấy, ăn miếng ổi đi. Đây các bác nhìn cây ổi nhà em thì bây giờ đấy gặp được mẻ cuối rồi, thì còn bằng này thôi. Nói chung là xung quanh nhà thì đều là cây nhà lá vườn hết cả nhà em, chả phải mua gì, rau riết các thứ mọi cái là trồng đầy đủ hết, từ hoa quả mít miếc xoài, nói chung không thiếu một cái gì cả. Ăn đi đây này, hai người ăn đi rồi, mời các bác nhá. À, ổi em nay mới hái đấy. Ăn đi. Sao có hạt hạt như thế nào không ăn đấy? Nóng rồi. Ăn đi nhé, ăn cái gì đấy. Thế hôm nay là tiện xuống đây luôn thì có khi là rộng nhà rộng có quà không? Có quà các bác gửi cho đúng không? Vẫn còn đấy. Ừ. Thế thì Quyền đi xem cái quà nào là quà của nhà em rộng thì mang ra mình mở luôn để cho các bác cùng xem, xong rồi để cho hai vợ chồng trở về luôn. Là nào tiện chuyến ấy. Nhưng không, đợt này thì làm nhà của cái thì công việc nó cũng khá là nhiều các bác. Anh em đều phải chạy liên tục. Hôm nay là được nghỉ bởi vì là ở trong làng có người chết, người ta dám ma thôi. Tanh nước thì anh em là anh em mình lắp xong hết rồi nên là mọi cái là ok rồi. Đấy. Ở dưới tưng ấy anh ạ. Thật ra là cũng em cái nhưng mà bảo em rồi, như là thật ra là cũng là có người mất nên xuống đường, còn hôm nay cũng xuống đường hay còn đi ăn giúp ăn cái này. Đúng rồi, anh em đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, đúng rồi, một cái nó sẽ suôn sẻ hài hòa đấy. Đây à, cũng to này à? Vâng anh. Còn bên này là của em cái với cả hai em xính thật sự. Nào mở qua cho hai vợ chồng. Cái này là hai nhà anh ạ. Ừ, đây cả cái này. Hai cháu cái mà rộng. Đây tôi biết rồi. Thôi một cái video tại ra thôi. Xem nào. Không có quà gì. Bây giờ ở nhà em luôn nên là nó chất đầy quà của các bác luôn.
Nhiều lắm. À, đây là đồ cá nha. Rồi, một tùng nữa này. Một tùng nữa đây. Đánh chắc bao này thôi. Không lấy nhiều quá là tí chở không về. Không về hết đâu. Nếu tí lên đoạn kia là vác nữa. Đây là của bác Đỗ Thị Thông ở Đồng Tùng. Cái gì đó? Xiên Bảo à? Xiên Bảo Vĩnh Phúc này. Bác có số điện thoại cuối là 8012. Bác Đỗ Thị Thông. Đấy. À, đây là ở Vĩnh Yên. Mình gửi được Vĩnh Yên sao? Vô. Đây là quà cho cả cho cả cái với cả là nhà rộng này, nhưng mà may không có cái ở đây. Đi nhà của em, nhà của em Sùng thì ở mãi trên kia thì chắc là không sợ mất trộm mất chiếc gì đâu. Có khi là cũng sợ. Cũng sợ à? Cũng sợ. Thì ở xa thì một nhà đi cũng sợ. Đầu tiên là một cái thùng mì tôm. Hai cháu cái và dậu ở Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đấy. À, bà Đỗ Thị Thông chứ. Này có khi là chia đôi ra. Đấy. Tiếp tục này. Đây là có bánh cu si, bánh quy này. Đây, đây cũng muốn nhà một gói nhá. Chị chia đây, nhá. Đây là có ba gói luôn này. À, có ba gói mất rồi. Thế chia cho em bé một gói luôn này. À, đây, cho em bé một gói luôn đi. Cho bóc cho nó ăn đi. Không ăn nổi thì thôi. Không ăn tí lại mang về nhà. Đấy. Con ăn tiếp. Đây có cái cháo dinh dưỡng này sẽ chia ra. Đấy. Để bát. Bát đây là mỗi nhà một chục. Đây bát là mỗi nhà một chục này. Cái bát này là cái bát nhựa xịn này, nhựa cứng này. Đấy, xong là dép rủ mọi cái này. Đây là cái gì này? Đây là áo. Cái áo là chắc là cái này cho rộng này, cái màu hồng này em thử mở ra xem. Đấy. Ở đây cũng có thêm 4 cái bát nữa này. Mỗi nhà 2 cái. Đây thìa. Thìa thiết các thứ này. Đấy, thìa inox. Rồi là cái lọ tăm. Úi giời. Còn em rộng. Bác chu đáo thật. Đấy, bác cho luôn hai cái lọ tăm ở nhà, nó có dùng tăm không? Khai thật. Có dùng không? Không. Cái này là cho em dậu này. Không có tiền thì không mua. Mình chỉ lấy ở ngoài có cây gì thì lấy. Nghĩa là dùng cây rừng để rỉa đúng không? Đây, đây có cốc uống nước các thứ này này. Đấy, đây là có muối vừng này. Lạc dã ra là gọi là muối vừng. Đĩa 4 cái này, đĩa bầu dục có 2 cái nữa này. Đấy thì cái này mình chia đôi ra. Đằng nào đi về thì cũng đi qua nhà cái ấy, thì thôi chở luôn lên trên đấy. Được. Xong là mấy anh em tự chia nhau. Còn lại những cái đồ này. Đây có găng tay này này. Thì để cho nhà cái một cọc, em một cọc luôn. Nói chung cứ cái gì có cái là chia đôi ra nhá. Đấy, chia đôi ra mang về thì anh em có cái mà sử dụng với nhau. Nên dép thì là con cho con em một đôi, cho con cái một đôi nhá. Hơi to tí, chắc phải 5 nữa thì mới đi được. Bác hơi to thế này. Dép xịn cho luôn này. Đúng rồi. Bí tít các kiểu đấy. Đây có các cái lọ này các bác để bột canh, bột tiết cái này các bác, nói chung là các bác là rất là tâm lý luôn. Đấy. À, đây còn một gói bánh nữa. Thế là mỗi nhà 2 gói. Mỗi nhà 2 gói. À. Đây thôi được rồi, cất vào đây xong là tí trở về nhá, đi qua nhà cái thì mấy anh em chia nhau nhá. Mì tôm này thì chia đôi ra. Ôi cái thùng to này chắc là thôi mở sau đi. Đây là bác Nguyễn Thị Thơm. Ở phòng 110K11A tập thể Bách Khoa Hà Nội. Ba này là trước là cũng gửi cho hai bố con em cấy một thùng anh ạ. Thế thôi bỏ qua đã. Thùng này to quá, không tí không trở về được đâu. Đây, có một thùng nữa người nhận Lèng Minh Huân, tổ 7 thị trấn Yên Minh. Bác là bác Đàm Nhung, bác ở Nam Định. Đấy, xem nào. Gửi em dậu là ân nhân của em cấy này. Nói ân nhân thì cũng phải được các bác, bởi vì là một miếng khi đói bằng 10 gói khi no mà. Đấy, khi mà mình thiếu thốn nhất ấy thì chỉ cần một gói mì tôm thôi, nó cũng là cái điều nó quá là đáng quý rồi. Vui không? Và em vui giúp Bù làm, em cũng cảm ơn các bác nhiều là đã giúp đỡ được cả gia đình vợ chồng và con. Đúng rồi. Gặp người lớn tuổi hơn thì mình sinh cháu hoặc là sinh con cũng được. Mấy thanh niên này phải dạy chứ không ra giao tiếp là hôm nọ vừa mới gặp ở sân bay mình với anh lúc đấy là mình cũng nâu chi pong luôn các bác luôn đấy. Thực sự là em cũng không biết là phải trả lời kiểu gì đấy. Có nhiều Sùng nói lại thế nào hôm đấy là
mày gọi anh cái gì nhỉ? Anh ơi. À đâu, mình cái gì ấy. Đấy, nói chung là sử dụng cái từ là mình với cả anh. Thật ra là em cũng không ra ngoài xã hội nhiều thì em cũng không tiếp xúc nhiều. Thì em cũng xin lỗi anh. Đấy, thì như cả những cái nhỏ 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 thôi. Cái đấy thì không biết thì cũng phải thôi. Bởi vì là như ăn cơm ăn tiếc các thứ này. Thế như bọn em nhá, bây giờ ví dụ như là ăn cơm chẳng hạn đúng không? Thì người ngồi ở đầu nồi cơm ấy, nếu mà đưa bát cho ấy, ngồi xuống. Nếu mà người ở đầu nồi cơm nhá, mình mà đưa bát cho người ta thì có nói với người ta câu gì không? Thì, không nói à? Em cũng có nói. Nói gì là, nói như nào? Hay là thì, ví dụ như là anh thì em là anh ơi cho em xin bát cơm. Cái đấy còn biết đấy. Không, nhưng mà anh là phải đi với em. Đấy, không được xưng anh với mình đâu. Đấy. Anh ơi mình đi đâu thế? Thì là như thế thì sử dụng được nhá. Anh ơi, mình cái từ hôm nọ anh nói quên. Các bác thông cảm, hơi kiểu mất trí nhớ tí, tại vì là do di chứng của Covid đến bây giờ là em vẫn còn đang chưa hồi phục hết được. Hiện tại là đang mất khứu giác, không ngửi được một gì cả. Chị để 500.000 trong cái kéo, em Huân cho vào quỹ làm nhà cho em dậu nhé. À chà, chị quá là tâm lý. Đây là chị đúng không? Đúng rồi, chị. Chị. Rồi. Xuống đi. Anh chà. Anh chà. Mẹ. Hơi bé à? Ây chà. Ôi, xinh gái chưa? Ôi. Đây, con này là. Cái này gọi là cái gì? Dịp lô hô cái gì? Lưu chùa. À. Không, ngôn ngữ ở một bên nó khác. À. Ở bên mình không phải như thế sao nhỉ? Một chiếc lược này. Hương. Đấy. Con người là có dây buộc tóc này. Kim chỉ này. À, cắt móng tay cho em bé này. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Đầy đủ. Đấy, ngon lành. Đi về giữ cẩn thận nha. Mấy thứ này là nó nhà em có bé. Kim chỉ không? Không có. Thế quần rách thì khâu kiểu gì? Thì lút rách quá thì kệ thôi, kệ vứt đi. Kệ thôi đúng không? Đúng rồi. Đó, bỏ lại vào đây nhá. Nếu chú ghi là bỏ ngăn kéo nào nhỉ? Bắt ra xem. Đây, ui dồi ôi. Kẹo trong mất. Trong cái chút. Kéo, trong cái kéo. Đây là mình có cái kéo nào nhỉ? Ở đây không, đây không có cái kéo nào. Chắc là ở dưới á. Kẹo mút này. Đấy, tiếp tục là ui, phở ga này. Đây, bánh gạo này. Lấy ra hết xem là chị lấy tiền ở đâu. Đây. Ô, kéo xịn luôn. Đây, chị mua cho cái kéo. Đây thì cắt, nói chung là sử dụng được. Mấy cái đồ mình cần thiết mình cắt trong nhà, như kiểu cắt vải với các thứ. Cái này là của chị. Chị gì đấy? Để xem là xong rồi. Ở trong này là không chị gì. Đây là chị Đàm Nhung đang. Chị Đàm Nhung đúng không? Chị Đàm Nhung nhá, sẽ thêm 500 nghìn của chị Đàm Nhung ở Nam Định vào cái quỹ để làm nhà cho hai vợ chồng em dậu nhá các bác nhá. Đấy, mọi cái đều công khai và minh bạch rõ ràng. Ở trong này thì cũng là dép này, cái muôi sới cơm, cái thìa con. Rồi ở đây là có thêm mà cũng có thêm là cái thìa con này. Xong là muối. Bột canh. Ôi, đây, có đây ở trong này có túi thạch các thứ này, tôi đừng bỏ ra nữa, không tí nó khó nhét vào. Dầu gội các thứ. Đấy, nói chung là đầy đủ nhá. Cái này là cái gì hả Sùng? Cái này là dầu gội. Dầu gội. Cái này là dầu gội. Có khi thật ra anh cũng nói là lúc trước là em ở chung làm em thì có một con gái thì bảo là đi mua dầu ăn để nó mua luôn để cái mua cái này về salad luôn. Có cái chữ này nữa này. Chị để 500 này vào quỹ làm nhà cho em dậu, em Huân cầm nhé. Rồi ok, em đã nhận được nhé chị nhá. Đó, cái này là dầu gội. Đùa thôi. À, cái này là dầu rửa bát nhá. Dầu rửa bát này. Còn đây mới là cái dầu gội này. Nhớ nhá. Đây. Ở dưới này có gói xà phòng nữa nhá em nhá. Đây dầu gội này. À, đây cũng dầu gội, đây cũng dầu gội, đây cha được tặng rồi. Đấy, cái này là dầu gội nhá. Không phải mang đi giặt quần áo đâu. Rồi ok. Những cái đồ này nhá là đồ mà các anh các chị các bác đấy đã yêu quý, gọi là cái ngày mà em không ở thì em không biết, là cái ngày mà vợ em khó khăn mà anh lên quay ấy đấy,
Thì bây giờ vợ không biết nói tiếng phổ thông thì em hãy gửi lời cảm ơn đến là các bác đã gửi quà cho hai vợ chồng em, hỗ trợ cho hai vợ chồng em. Và thì em cũng thay nhìn, cảm em nhìn vào đây này, em nhìn em vào đây. Em cũng thay cảm nhàm mà cảm ơn chị Đàm Nhung. Chị Đàm Nhung đã gửi tiền để cho để giúp đỡ em làm nhà và cũng gửi được nhiều đồ để sinh hoạt chung hàng ngày và em cũng cảm ơn chị rất nhiều. Có thùng cô. Còn một thùng nữa là của cô. Và cô chưa gì. Đợi để em đi xem nào. Em hỏi là đây là thùng của cô gì? Nói chung đây là một cái video tại gia mà Huân cũng không nghĩ là hôm nay sẽ quay cái video này đâu. Thì em cũng bà Đỗ Thị Thông. Cảm ơn bà bác Đỗ Thị Thông đã gửi được nhiều đồ về, em cũng thay cả em gái cảm ơn bác rất nhiều. Thì là em chúc bác sức khỏe làm việc ăn mùi ổn định nhé. Em chúc bác sức khỏe. Thật ra là như này các bác, chia sẻ thật với các bác là đáng lẽ là hôm nay sẽ không có cái video này. Đấy, sẽ không có cái video như thế này bởi vì là toàn anh em đi lên bản thôi. Nhưng là thực sự là cũng rất là cảm ơn hai vợ chồng là tặng cho anh con gà với trứng. Đấy, nhưng mà thực ra là anh nghĩ như này, quà tặng quý thì anh nhận nhá. Nhưng mà bù lại đấy sau khi xong nhà thì anh sẽ hỗ trợ cho em một con lợn và để hai vợ chồng em có cái mà nuôi một con lợn hoặc một con dê gì đấy. Thì coi như là anh nhận con gà với cả là trứng của hai vợ chồng em. Cảm ơn em rất nhiều. Đấy, thì anh cũng không biết nói sao, chỉ mong là anh em cố gắng làm để có thu nhập để hỗ trợ cho gia đình của em. Đấy, cũng như là nếu như mà các bác yêu quý mà hỗ trợ em làm nhà xong thì lúc đấy là đi làm với bọn anh thì cũng cố gắng lên nhá. Em cảm ơn anh nhiều. Thì thực ra là như này, thật sự ra là em không nghĩ là sẽ quay cái video như thế này. Đấy, chia sẻ với các bác là đáng nghĩa ra là chỉ quay ở trên bảng thôi chứ không, gần như là ít khi, rất là ít khi quay ở nhà. Tuy nhiên là các em đến đây thì Huân cũng quay lại coi như đó là một cái kỷ niệm. Cũng như là thật sự là nếu mà để mà nói hợp lý ra thì cũng không phải biết là sử dụng cái từ gì, nhưng thật sự là khi mà bắt đầu làm thiện nguyện đến bây giờ cũng như là xây dựng kênh và team cho đến thời điểm hiện tại thì đây có lẽ là lần đầu tiên khi mà đi hỗ trợ bà con mà lại được bà con đến tận nhà của mình như vậy. Đấy, thì cái quà này thì Huân cũng đã bóc xong rồi. Đấy, và phần tiền để hỗ trợ làm nhà thì em Huân cũng đã cầm rồi. Đấy, rất là cảm ơn các bác đã yêu quý mấy anh em ở trong team trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới. Hôm nay thì mắt hơi hít thì các bác thông cảm bởi vì là em đang bị xoang đau hết lên cái mặt này này. Có thể là sẽ phải đi mổ xoang bởi vì là nó thành mãn tính rồi, đấy, không chữa được nữa. Thế này nhá, thế bây giờ thì nhà cũng xa thì thôi lấy quà các thứ mình chẳng lên xe xong là đi về. Ngày mai anh sẽ chở cái thùng kia lên cho gia đình em bởi vì là hôm nay nhiều quá, hai vợ chồng đi một xe thì cũng không có chở được. Nhá. Đấy, xong ngày mai có gì cái làm nhà thì hỗ trợ cho cái nữa, để đến lúc mà em làm nhà thì cái cũng sẽ đến hỗ trợ cho hai vợ chồng em. Thanh niên ăn tham chân sắp khỏi rồi. Đấy, đi túc tắc hai vợ chồng về thôi, không muộn. Nào, bắt tay cái. Vâng. Ừ, cố gắng lên nhá. Chú anh sức khỏe mà. Ừ, nào, bắt tay vợ đấy. Cố gắng nhá. Xì giò, xì giò. Cười nhiều vào, bây giờ chồng về thì phải cố gắng cười nhiều vào, vui vẻ lên nhá. Đi về nhá. Đấy, nhà thì hơi nhiều đồ hơi bị bừa bộn nhá. Các bác cũng thông cảm cho em bởi vì là toàn là đồ của các bác gửi thôi. Đây là những cái phần mà quà của em cái này. Khi mà hôm nọ lên đây thì anh em mình cũng đã bóc ra một số phần và quay cái video cho các bác cùng nắm được ấy. Là quà thì sẽ để lại đây, khi mà xong nhà thì mang lên, nếu mà không thì lo là cái tình trạng là người ta mượn người ta không có nói với mình ấy các bác. Đấy. Thì thôi, Yển lấy cái băng dính này, lấy cái này đi. Phát lại cái này đi nào, cho hai vợ chồng cùng đi về. Xong là Quyền là lấy cho hai vợ chồng nó ít ổi. Lấy cho ít ổi trong tủ. Đấy, xong rồi còn quả dưa hấu ấy, lấy cho hai vợ chồng nó luôn nhá. Chỉ cho đi. Này, lấy cái này sao Sùng quay xe đi, xong rồi anh chỉ mấy... Anh Quyền, quay xe cho Sùng lên, Quyền. Đây để anh hộ nhá. Hai vợ chồng mình cẩn thận nhá. Vâng. Hai đội mũ có tiền vào. Xem trong cốp của xe này có gói không? Xem trong cốp xe của nhà. Hai vợ chồng xuống rồi, chị lấy cái thùng bé này đi trước nhá. Xong rồi cái thùng cao thêm thì hộ để thôi, để mai anh chị lên thì... Anh chị... Chồng đi với cả con nữa thì mang thùng bé này nhá. Vâng. Để cổ này đi. Không sao được không? Được, em ơi.
khẩu trang đâu? Hả? Không có khẩu trang à? Tí xong anh kia mua khẩu trang nhá. Vâng. Trông đi cẩn thận nhá. Không được mũ cho con à, mũ đâu? Mũ vừa xong đâu? Đây mũ hồng kia đội cho con đi. Đẹp luôn. Bye bye. Bye nhá. Bye nhá. Bye bye anh chị. Bye bác kìa. Bye bác kìa. Bye nào. Bye bye. Từ giờ bác không bắt con tắm nữa đâu. Bye. Bye bye. Bye nào. Thế thôi hai vợ chồng về đi nhá. Túc tắc về đường sao nhá. Đấy, hai vợ chồng về rồi các bác. Có lẽ là em xin phép mà kết thúc cái video tại đây thôi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo trên kênh A Huân TV các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ạ. Xin chào. Xin chào các bác. Hiện tại trên tay của em Huân đang là sản phẩm mật ong hoa bạc hà. Cây hoa bạc hà thì được nở rộ vào tháng 9 cho đến tháng 1 âm lịch hàng năm trên khu vực cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang. Và mật ong hoa bạc hà chỉ có duy nhất ở trên khu vực cao nguyên đá Đồng Văn là có sản phẩm mật ong hoa bạc hà này. Vậy nên cái giá trị của nó thì khá là cao. Tuy nhiên đi đôi với cái giá trị đó là cái công dụng của mật ong hoa bạc hà, đó là có thể chữa được bệnh dạ dày khi sử dụng chung với hoa đu đủ. Ngoài ra mật ong hoa bạc hà còn có tác dụng đó là ngăn ngừa lão hóa da, tái tạo cấu trúc, cũng như là phục vụ cho công việc làm đẹp của các cô các bác. Mật ong hoa bạc hà đang được cung cấp ở trên kênh với chai là 1 lít trên 1 chai. Các bác mua hàng có thể liên hệ với em Huân qua số điện thoại đó là 0382 666 822 hoặc 0585 232323. Các bác cũng có thể truy cập website ahuantv.vn hoặc truy cập bên fanpage ahuantv để có thể đặt hàng cũng như là nhận được cái tư vấn sản phẩm về mật ong hoa bạc hà cũng như các sản phẩm khác.